Xin chào các bạn và các anh chị. Hôm nay thì mình sẽ làm món cà pháo kim chi nha. Thì mình để làm cái món cà pháo kim chi ngày hôm nay, trước hết ở đây là mình sử dụng 1 kg cà pháo nè. Ngoài cà pháo ra thì ở đây mình sử dụng củ ghiền này là mình sử dụng 50g và 2 trái ớt sừng. Ớt này là ớt không cay, ớt sừng không cay á các anh chị. Và mình sử dụng thêm là cái ớt cay này khoảng 4-5 trái nếu các anh chị thích ăn cay, còn nếu không ăn cay mình giảm cái lượng ớt cay lại, mình tăng cái lượng ớt sừng, mình làm ớt sừng không cũng được luôn nha. Và mình sử dụng ở đây là muối hột, đường hôm nay thì mình sử dụng 100g, thì tùy theo các anh chị nha, mình thích ngọt thì mình sử dụng 100g, nếu không thích ngọt thì mình giảm lượng đường lại. Giấm này thì mình sử dụng cái loại giấm chua, và ở đây thì mình sử dụng khoảng là 1 củ tỏi. Thì trước hết ở đây thì mình sẽ làm cái phần cà pháo trước nha các anh chị. Cà pháo này sau khi mình mua về hoặc mình hái ở trong vườn thì mình sử dụng ở đây 1 thau nước nha. Thau nước này thì mình sẽ cho ở đây là một cái phần muối hột vào trong đây để mình kiểu như mình ngâm cà pháo nha. Muối hột này thì mình sẽ cho nó nửa muỗng cà phê lớn nó muối hột vào trong đây. Và sau đó thì mình sẽ bắt đầu là mình lật cái phần cà pháo này ra nha. Mình bỏ cuốn thì các anh chị đừng cà pháo này mình có thể mình để nguyên trái hoặc là mình chẻ. Tuy nhiên thì mình thấy cái cà pháo này mình chẻ ra cũng được và mình để nguyên trái cũng được, mình chẻ ra thì nó sẽ nhanh hơn ha, nó mau thấm hơn á. Hôm nay mình làm cái cà pháo, cái món cà pháo này kim chi thì mình không cần nấu nước giấm đường, mình không, mà mình để chỉ qua một đêm là mình có thể mình ăn được rồi đó các anh chị. Cà pháo này các chị chọn trái già cũng được luôn nha các chị. Già thì nó sẽ có vị giòn, còn non non thì nó sẽ có cái vị mềm mềm. Cho nên các anh chị cứ già, cà pháo này già thì các anh chị đừng sợ. Mình già, trái những trái nào già thì nó sẽ giòn, giòn và nó ngon hơn á. Cà pháo này thì các anh chị có thể mình xẻ ngang hoặc là mình xẻ xuôi cũng được luôn nha. Mình thì mình thích xẻ ngang nên mình cắt ngang á. Còn anh chị mình thái xuôi ra vậy cũng được luôn hả. Sau khi mình làm xong rồi mình ngâm nước muối ở đây nè các anh chị. Mình ngâm chừng tầm khoảng 5 phút thôi. Mình bắt đầu là mình đem đi mình đổ ra nha. Đổ ra cái rổ. Mình có thể mình rửa nước muối lại cho nó sạch cũng được luôn, hoặc là trước khi mình làm mình rửa cho nó sạch rồi mình ngâm muối. Ngâm muối 5 phút như thế này mình sẽ vớt ra cái rổ nha. Cái này thì mình có thể là cái phần muối này mình có thể là mình pha với cái nước chính với cái muối, hoặc là mình nấu cái nước muối lên cũng được luôn nha. Ở đây mình sử dụng 500ml nước muối nè, nước lọc nè. Sau đó thì mình sử dụng khoảng là thì mình sử dụng nửa muỗng cà phê nước muối nha. Thì cái phần này cái phần mặn thì mình có thể là mình tăng giảm cái phần mặn khác nhau cũng được luôn. Mình sử dụng như thế này nè, mình nấu ha. Ở đây thì mình sẽ nấu lên cho nó sôi rồi mình để cho nó nguội nha. Hồi mình cho vào và mình có thể mình lấy cái phần nước chính đó anh chị. Để mình quậy nước muối cũng được. Mình thì mình không có nước chính nên mình nấu cái phần nước muối nha. Ở đây thì mình làm cái phần món cà pháo kim chi này là chay mặn đều ăn được nên mình sử dụng cái muối nha. Các chị nào mà sẽ ăn mặn không á thì mình sử dụng cái nước mắm luôn nha các anh chị. Còn mình nấu sôi lên như thế này nè, rồi mình tắt để cho nước muối này nó nguội nha. Sau khi mình nấu cái phần nước muối xong rồi đó các anh chị, thì bây giờ thì mình sẽ cắt ớt nha. Ớt này thì mình sẽ cắt ra mình bỏ trong đây, rồi mình xay nhuyễn các chị. Không có cối xay á thì mình có thể là mình sử dụng bỏ vô cái cối mình giã nhuyễn cũng được luôn nha. Ở đây mình lấy luôn cái phần hộp luôn nha các anh chị. Đó, mình rửa cái phần ớt này cho nó sạch rồi mình bỏ vô trong đây mình xay nè. Chủ yếu là mình sử dụng cái ớt sừng không cay để mình tạo cái màu và cái hương vị cho cái món ăn. Còn cái ớt cay thì mình sử dụng theo tùy thích á. Thì mình thích ăn cay nhiều thì mình sẽ cứ cho ớt này vào. Wow. Đây mình sử dụng khoảng 4 trái nha, ớt này nó cay lắm.
Rồi cái phần riềng này á các anh chị, thì mình sẽ thái ra nhỏ nhỏ, tại cái phần riềng này nó già, mình sử dụng cái loại riềng già thì nó sẽ thơm hơn nha. Rồi mình thái nhuyễn mình bỏ vô, mình xay chung cho nó xay cho nó nhanh á. Cái riềng này các anh chị thích thì mình cho cái 50g, còn không thì mình cho khoảng là một miếng thôi, 5g, 10g, 20g thì cũng được luôn nha. Cái riềng nè, củ riềng nè. Tỏi, tỏi thì mình đây mình sẽ cũng sẽ làm về mình lấy cái vỏ nó nhanh hơn nè các anh chị. Mình cũng cho vào trong cái cối mình xay luôn, hỗn hợp này mình sẽ xay luôn nha. Cái mùi tỏi này thì các anh chị thích thì mình cho khoảng là 6-7 tép, có không thì các anh chị cho chừng 4 tép, 3-4 tép bự là được rồi ha. Sau khi mình làm xong rồi, mình sẽ cho vào trong đây, cũng tùy thích á. Giấm này à, mình sẽ cho 2 muỗng giấm. Giấm này rất là chua nha các chị. Còn nếu các anh chị giấm không chua thì mình có thể mình cho 3 muỗng cũng được. Mình tạo cái mùi chua cho cái phần giấm nha. Đường thì mình sẽ cho đường vào trong đây, mình xay nhuyễn luôn. Cái này các anh chị không sợ ngọt nha, tại vì hỗn hợp này nó lên men á, nó sẽ tạo cái phần nó sẽ tạo thành cái đường này nó sẽ không ngọt. Ở đây thì mình sẽ cho nước muối nè, nước muối mình có thể là mình cho 4-5 muỗng gì đó. Cái này mình nấu cũng không có mặn lắm nên nó lợi lợi thôi. Bây giờ thì mình bắt cái hỗn hợp này lên, mình xay cho nó nhuyễn nè. Ở đây sau khi mình xay rồi này, rồi nó có cái màu như thế này nè. Mình muốn cái màu nó đẹp hơn chút nữa thì mình sẽ cho cái phần bột ớt vào nha. Bột ớt này mình cũng cho tùy thích ha. Cái phần bột ớt này cho vào để tạo cái màu đẹp cho cái phần cà pháo của mình thôi, chứ nó cũng không có cay gì đâu các anh chị. Đó. Cho một ít vào trong đây vậy nè. Bây giờ để tăng cái phần độ sệt cho cái phần cà pháo mình, ở đây thì mình sẽ cho cái phần tương ớt nha. Mình sẽ cho ở đây đó tầm khoảng là 2-3 muỗng tương ớt để mình tạo cái độ sệt cho cái phần món cà pháo của mình á. Món cà của mình nó được ngon á, nó sệt đó các anh chị. Mình sẽ khuấy ở trong đây luôn, mình sẵn rồi mình khuấy ở trong cái cối luôn á. Đây các anh chị thấy là nó sệt, nó cái màu nó đẹp lên rồi nè. Đó. Bây giờ sau khi mình khoa cái thương ớt vào trong đây á, cho nó đều hết rồi mình sẽ nêm thử gia vị nha. Gia vị coi nó vừa ăn hay chưa nha các anh chị. Mình có thể mình xay nhuyễn hoặc mình xay sơ sơ cũng được luôn các anh chị. Mình sẽ nêm thử nha. Cái ở trong đây của mình nó có vị ngọt ngọt, nó chua chua và nó có vị mặn mặn. Nếu các anh chị thích mặn mặn thì mình sẽ cho thêm nha. Ở đây thì để tạo cái phần độ mặn á, thì mình sẽ cho thêm ở đây thêm một muỗng nước muối nữa. Nước muối này nữa mình nấu lợi thôi nha. Đó, bây giờ cái phần sốt của mình xong, nó xong rồi nè. Bây giờ thì mình sẽ bắt đầu là mình bỏ vào trong cái hũ nha. Cái phần tương ớt mình có thể là mình tăng lên thêm cũng được đó các anh chị. Mình tăng cho cái phần tương ớt này nó các anh chị thích sệt nhiều thì mình tăng cái lượng tương ớt thêm, mình thêm khoảng là 2-3 muỗng gì cũng được hết. Ở đây sau khi vậy nè, mình nêm nếm được, mình cho vào trong hũ. Cà mình đã rửa, mình để cho nó ráo nước rồi mình cho vào trong cái hũ nha. Mình cho sao nó vừa thôi các anh chị, đừng có đầy quá. Nếu đầy quá thì cái phần thì mình cho cái sốt vào nó sẽ bị tràn á. Ở đây thì mình sẽ cho, sau đó thì mình múc mình cho vào trong đây nè các anh chị. Quậy đều lên nha, trước khi mình múc vào mình cho vào trong cái phần này thì mình sẽ khuấy đều lên nè.
Nếu mà trường hợp nước không đủ thì các bạn các anh chị mình có thể mình pha cái phần thêm giấm với nước muối á, với cái phần tương ớt thêm nha. Ở đây với cái phần một ký này thì mình pha khoảng là 10 muỗng nước muối và mình pha khoảng là 5 muỗng nước giấm nha. Đường thì mình pha khoảng là tương ớt á, mình pha khoảng là 7 đến 8 muỗng tương ớt nha. Thì các anh chị pha như thế này thì nó mới đủ ngọt luôn nha các anh chị. Đây thì mình pha, mình sẽ làm hai mẻ, nãy mình sai mình làm hai mẻ cái lượng tỏi và cái phần ớt và củ ghiền thì mình không tăng ha. Để ngập như thế này nè các anh chị. Như thế này rồi mình đậy nắp lại. Nhanh lắm, cái phần này mình làm tầm khoảng qua đêm là mình ăn được rồi á. Mình để càng lâu nó càng ngon, nên mình để khoảng ở bên ngoài, nhiệt độ thường ở ngoài khoảng là 3 đêm, sau đó mình bỏ trong cái ngăn mát của tủ lạnh á để mình ăn cho nó lâu. Rồi này các bạn, cái này thì mình để qua đêm nha. Các bạn thấy anh chị thấy nè, nó sệt và nó ngon lắm. Cái này thì mình để qua đêm rồi nó thấm lắm, rồi mình ăn rất là ngon. Ở đây thì mình làm được hai hũ nhỏ và một hũ bự nó lưng nè. Cái phần hũ lớn này nó hơi thiếu một chút xíu ha. Thì nếu các anh chị làm thì mình tăng cái lượng lên nha, mình tăng cái lượng nước giấm và nước giấm và cái phần nước muối đâu là mình tăng lên, còn lượng đường thì tùy thích ha. Mình có thể mình tăng lên cũng được luôn. Thì mình thấy khi mà lên chua cái lượng đường này nó vừa ăn á. Nếu các anh chị nào mà chúng ta thích cái ngọt hơn á, chua nó không muốn chua dữ thì mình tăng cái lượng đường lên. Ở đây thì thấy các anh chị thấy là nó sệt nè các anh chị. Nó sệt. Tăng cái lượng đường, lượng tương ớt lên thì mình làm đủ á. Đây thì mình sẽ để qua đêm nha các anh chị. Ở đây nè các anh chị, trường hợp mà các anh chị cho cái phần nước á, cái phần gia vị và nước á, nó không có đủ á, thì khi mà mình để nguyên ngày như thế này nè, xong mình để qua đêm á, thì mình lật xuống để cho nó khoảng là qua đêm khoảng là 5-6 tiếng vậy nè, thì nó thấm từ ở dưới ở trên luôn. Mình để mình làm hồi lúc sáng á, mình để nguyên ngày, xong rồi cái tối mình lật lại, mình để cho nó như thế này nè, thì nó sẽ thấm, mình không cần phải trộn phải làm gì hết. Ở đây tất cả là mình để như thế này hết ha. Xong sau qua đêm rồi nó thấm hết rồi mình có thể mình lật ngược lại, mình không còn lật xuống nữa nha. Đây là cái bí quyết để mình làm khi mà thiếu cái phần nước gia vị hoặc là nước sốt á. Mình làm như thế này thì cái phần đây mình lật lên như thế này. Làm như thế này thì nó thấm đều luôn á, nó không cần mình không cần có phải thêm nước hay là nếu các anh chị nào không có thời gian thì mình không cần nấu thêm đâu, mình đợi mình làm thêm đâu, mình cứ làm như thế này nè. Và sau khi mà qua đêm rồi mình ở đây mình sẽ lấy ra cho các anh chị xem nha. Đó. Đây qua đêm rồi nó thấm nè, nó thấm, mình đặt xuống nó thấm gia vị rồi nè các anh chị. Thấm gia vị hết rồi nè các anh chị xem nè. Thấm gia vị và đó nó rất là ngon nha. Nó vừa ăn lắm các anh chị. Các anh chị xem nè. Nó vẫn còn cái độ sệt nha các anh chị, tại vì ở đây thì mình để khi mình vớt ra cái phần cà phảo nó để cho nó ráo nước á, để khoảng là nửa 15-20 phút, nửa tiếng thì cũng được. Và anh chị là bận và mình để một tiếng cũng được, khi mình ngâm muối rồi mình đừng rửa nha, mình chỉ vớt ra thôi. Đó, mình để là cái phần cà pháo nó trắng, không có bị đen nè. Thứ hai nữa là khi mà mình làm như thế này nó ráo nước rồi, cái nước sốt, cái nước của mình nè, nó không có bị loãng ra nha, cũng sệt sệt như thế này nè các anh chị. Đó, anh chị thấy nè. Nó rất là ngon. Rồi như thế là mình đã làm xong cái món cà pháo kim chi ngày hôm nay rồi đó các bạn các anh chị. Còn bây giờ thì mình xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn các anh chị trong những video tiếp theo của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.
thử nó giòn giòn chứ nó không có bị ấy nha. Bây giờ thì mình sẽ lấy miếng mình ăn thử á, nó giòn lắm, nó không có bị mềm. Các anh chị thấy mình nhai đó, nó giòn lắm, nó giòn ơi là giòn cụm luôn á. Thứ hai nữa là nó thấm đều gia vị, nó rất là ngon, nó ngọt ngọt, nó mặn mặn, nó có vị chua chua của cái giấm á, khi mình lên men nó men á, lên men á. Cái món này thì mình để bao lâu cũng được luôn nha, mình để cả năm ăn cũng được nữa. Tuy nhiên thì nhà mình ăn cái hũ này á chừng vài ngày thôi à, tại mình thích á. Khi mình ăn với thịt luộc hay là thịt chiên dĩa, mình lấy món cà pháo này mình ăn mà rất là ngon á. Rồi bây giờ mình xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn các anh chị trong những video tiếp theo của mình nhé. Xin chào, hẹn gặp lại.